Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh tô màu mình. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tô màu bức tranh chàng hiệp sĩ và chú ngựa nha mọi người. Cái chú ngựa nhé. Ok, vậy là mình đã tô màu xong bức tranh này rồi nha mọi người ơi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video tô màu này của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tô màu tiếp theo nha.
Ok, bye bye.